Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình hướng dẫn học piano theo giáo trình của Methodron. Tiếp tục ở trang 42 của giáo trình, chúng ta sẽ học bài số 1. Trong bài số 1 chúng ta sẽ học 3 đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tập từng đoạn một. Đoạn 1 phần tay phải. Mi hai do son hai mi re mi fa mi do re mi hai do son hai mi Tiếp tục với phần tay trái của đoạn số 1. Đô, mi, son, đô, mi, son, fa, mi, re, đô, son, hai. Đô, mi, son, đô, mi, son, fa, son, fa, mi, hai, ba. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ghép cả hai tay với đoạn số 1. Tôi làm chậm để các bạn cùng quan sát. Các bạn để ý ở đoạn số 1 chúng ta sẽ có dấu liền tiếng, cũng như toàn bộ bài này sẽ có rất là nhiều dấu liền tiếng, cho nên các bạn để ý chúng ta đánh thật liền tiếng ha. Về kỹ thuật liền tiếng như thế nào thì các bạn xem lại những bài trước, tôi đã nói kỹ về kỹ thuật đánh liền tiếng rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ tập lại đoạn số 1 này một lần nữa. Tiếp tục với đoạn số 2, chúng ta tập tay phải. Re 2, fa mi 2, son fa mi, re đô re 2. Fa mi son fa mi re đô re 2. Và tiếp tục với phần tay trái. Tay trái các bạn để ý là chúng ta giãn ngón út ra để đánh nó xì ha. Xì son 2, đô son 2, re son. Son hai, si son hai, đô son hai, đô re mi son fa re. Đó là phần tay trái, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ráp hai tay. Đó là đoạn số 2. Chúng ta làm lại bài này một lần nữa. Tiếp tục với đoạn số 3, chúng ta đánh tay phải. Mi hai đô son hai mi re mi fa mi hai đô son hai mi re đô hai ba. Tiếp theo phần tay trái. Đô mi son đô mi son fa mi re đô son hai đô mi son Chúng ta cùng ghép hai tay.
Đó là ba đoạn của bài này. Bây giờ chúng ta sẽ ghép từ đầu đến cuối ba đoạn này chung với nhau. Đó là toàn bộ bài học của chúng ta đã học ngày hôm nay ở trang 42 của giáo trình. Bài này các bạn cứ tập thật chậm rãi, giống như tôi hướng dẫn từng đoạn, và sau đó chúng ta hãy ráp lại cả bài với nhau với tốc độ chậm. Và sau đó các bạn đánh tốt rồi, rành rồi thì các bạn sẽ đánh nhanh lên giống như tôi đánh mẫu ban đầu. Bài này các bạn chú ý ha. Chú ý trong bài này đó là dấu liền tiếng, cho nên các bạn cố gắng đánh thật liền tiếng. Và cuối của đoạn số 3 chúng ta có bao nhịp cuối cùng. Các bạn nhớ là tập bao nhịp này thật nhiều lần trước khi chúng ta ráp tất cả các đoạn trong bài lại với nhau. Đó là bài học chúng ta đã học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chào.